Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm bánh bông lan hình thú. Nguyên liệu gồm có là 3 quả trứng gà, 100g bột mì đa dụng, 100ml sữa tươi, 1 muỗng canh, dầu ăn, 100g đường cát, 1 lát chanh, 1 ít muối và 1 ống vani. Và bên cạnh đó thì mình có sử dụng thêm 1 ít bơ để lát nữa mình sẽ nướng bánh. Và mình chuẩn bị thêm 1 cái chén không để lát khi là mình đập trứng vô thì mình sẽ không có bị trường hợp là trứng bị thối rửa. Đầu tiên là mình sẽ cho 3 quả trứng gà vào thau. Đây. Thì khi mình cho trứng vào thì mình sẽ cho từ trứng vào chén này để mình tránh cái trường hợp là cái trứng mà nó có bị hư là mình không có cần phải bỏ hết. Còn nếu như mà mình cho trực tiếp vô là mình khi mà có một trứng hư là mình phải bỏ hết tất cả luôn, mình phải làm lại. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng máy đánh trứng cho nó bông lên. Rồi bây giờ mình sẽ đánh trứng nha. A few moments later. Các bạn đánh trứng tới đến khi nào mà mình thấy nó bông lên và các bạn nhớ đánh kỹ cho đường nó tan hết và cái quá khi mà đánh bông lên nó thì sau khi mình nướng là cái bánh bông lan của mình sẽ được xốp hơn và đó các bạn thấy không nó bông lên nè. Và bây giờ mình sẽ cho 100ml sữa tươi vào. Thank you.
quét dầu cũng được, nhưng mà mình thích quét bơ để cho nó thơm. Cái vị khi mà mình ăn bánh thì nó sẽ thơm hơn á. Mà nó nóng lên rồi thì mình cho bơ vô là nó sẽ xèo xèo.